Nếu bạn đang tìm một chiếc smartphone giá rẻ, phục vụ nhu cầu liên lạc và giải trí nhẹ nhàng, WeSmart WS16 là một ứng cử viên sáng giá. Và sau đây là những điều WS16 sẽ làm hài lòng bạn. Nhược điểm thường thấy ở các smartphone giá rẻ là vẻ ngoài của chúng trông khá yếu ớt. Quá nhỏ nhắn, quá nhẹ cũng là điểm trừ của những sản phẩm thuộc phân khúc này. Nhưng với WS16 lại mang một triết lý thiết kế khá cao cấp khi sở hữu vẻ ngoài cứng cáp, sang trọng. Mặt trước của sản phẩm khá vuông vức với các cạnh bo tròn. Khi nhìn trực diện, bạn có thể thấy các đường viền giả kim loại ánh lên, tạo một nét thiết kế khá chắc chắn. Viền màn hình của các cạnh mỏng vừa đủ để bạn cầm sản phẩm một cách thoải mái. Mặt trước, cạnh trên và dưới của máy lại chiếm không gian nhiều, về mặt thẩm mỹ là không đẹp, nhưng cũng có thêm không gian cho người cầm máy ngay khi chụp ảnh hay là chơi các game đua xe, hành động thoải mái hơn. Mặt lưng của máy là lớp sơn bóng bẩy, có thể thay thế nhiều màu khác nhau, giúp bạn có một thiết bị di động thật trẻ trung, cá tính. Màn hình AMOLED đã quá nổi tiếng là công nghệ màn hình mới, không cần đèn nền chiếu sáng như là LCD, góp phần làm giảm độ dày của thiết bị. Cho chất lượng hiển thị tốt, màu đen khá sâu giúp màu sắc trung thực và sống động hơn. Trước nay nói đến AMOLED là nghĩ đến các máy của Samsung, nhưng WS16 cũng thừa hưởng được công nghệ này trên màn hình 4 inch thì khá tuyệt vời. WS16 có cấu hình khá ổn định với chip lỗi kép, tốc độ là 1GHz, RAM 512MB, chip đồ họa Mali 400. Cấu hình này giúp bạn lướt web mượt mà cùng các tác vụ xử lý trên máy khá nhanh. Việc mở các cửa sổ, chạy các ứng dụng có thể có độ trễ nhất định nhưng không phải là vấn đề và có thể chấp nhận được ở dòng smartphone giá rẻ. Với RAM 512MB nhưng lại có hệ điều hành Android 4.4, vì vậy việc cài các ứng dụng thêm từ Google cũng khá hạn chế, làm giảm sự thoải mái khi dùng máy. Với camera 2MP thì phần này có thể xếp vào phần nhược điểm của sản phẩm rồi. Hiện tại camera mà 2MP thì khó mà làm nên được những tấm ảnh lung linh được. Nếu bạn là người dùng không theo đuổi công nghệ cao và cần một chú dế nhỏ gọn có khá nhiều tính năng thông minh trong thời buổi hiện nay thì có thể ngó sang WS16 nhé, sẽ khá phù hợp với bạn đấy. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.